Xin chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Đầu tư từ đâu. Chúng ta bắt đầu với phần nhận định thị trường phiên ngày hôm nay. Như vậy là VN Index đóng cửa ngày hôm nay giảm hơn 12 điểm với thanh khoản sau khi trừ thỏa thuận là khoảng hơn 9.000 tỷ. Đầu phiên sáng ngày hôm nay thì chúng ta thấy là chứng kiến thị trường giảm khá là mạnh. Có những lúc VN Index còn gãy cả đường MA20, gãy cả Fibo 0.618 vùng 1037. Đấy, và chỉ đến khi nhà đầu tư nước ngoài phiên buổi chiều quay trở lại mua dòng. Đấy, và họ mua dòng đến cuối phiên trên sàn HO là mua dòng đến khoảng 385 tỷ, khiến cho thị trường rút chân lên, nhưng vẫn nằm dưới, đóng cửa vẫn dưới đường MA5, chỉ cắt lên đường MA20 và Fibo 0.618 thôi. Điều này cũng đang báo động cho chúng ta là bắt đầu các cái xu thế ngắn hạn cũng sẽ gặp khó. Đấy, như trong video ngày hôm qua thì tôi cũng chia sẻ là thực ra cái bối cảnh thị trường hiện tại rất là nhạy cảm. Đấy thì may mà có cái lực hỗ trợ mua dòng từ nhà đầu tư nước ngoài, hay cũng nói là chúng ta gọi là rất là không may là vào cái nhịp nhà đầu tư nước ngoài mua dòng mạnh như thế này, hỗ trợ tốt như thế này thì thị trường chứng khoán Mỹ lại có những cái vấn đề đấy, tiềm ẩn những cái rủi ro khi mà có cái ngân hàng lớn ở bên Mỹ là bị phá sản. Thì rõ ràng là từ ngày hôm qua chúng ta cũng đã cảnh báo là bây giờ cái rủi ro trên thị trường, mặc dù là đến phiên ngày hôm qua vẫn chưa nhìn thấy những cái tín hiệu tiêu cực ấy, nhưng chúng ta cũng dự phòng là cái việc mà giao dịch trên thị trường cơ sở với chu kỳ thanh toán là T2.5 rất là khó khăn đấy, và chúng ta nhất là khi mà thị trường đã có một cái nhịp tăng đấy, bây giờ chúng ta mua tiếp thì có thể đấy, vẫn có thể thành công nhưng xác suất thành công có thể thấp đấy, và nếu mà ngại nhất là tại vì chúng ta luôn chia sẻ với nhau là sai trong ngắn hạn thì có thể cut loss thôi, không vấn đề gì cả, nhưng ngại nhất là khi chúng ta mua xong đến khi cổ phiếu bị gãy ngưỡng cut loss, hàng của chúng ta chưa về tài khoản. Đấy, và cái việc muốn bán nó rất là khó. Ví dụ cái điển hình như là ngày hôm nay Hòa Phát chẳng hạn. Đấy, nếu mà anh chị nào mà có sẵn cổ phiếu khi gãy 20.6 là bán. Đấy, nhưng nếu mà chúng ta mua đấy, thậm chí là mua phiên ngày hôm qua thôi. Đấy, cổ phiếu chưa về, bây giờ không biết cắt nào mà mai ngày kia lại xuống tiếp thì chúng ta thực sự là rất là khó để mà xử lý. Đấy, nên các anh chị lưu ý là trong thời điểm hiện tại là chúng ta cũng phải xem xét thêm đấy, ở cái chiều ngắn hạn trên thị trường cơ sở. Nhất là khi mà nhìn trên sức mạnh thị trường chung thì ngày hôm nay lại chuyển sang trạng thái yếu dần. Thì đường thống kê xác suất chúng ta đã cắt xuống đường trung bình 10 ngày và tỷ suất sinh lời bình quân một tuần chuyển sang âm, mặc dù mới ít thôi, âm 1%, nhưng điều này cho thấy là kể cả kịch bản tích cực trên thị trường cơ sở thì tôi nghĩ là VN Index sẽ chỉ biến động trong cái khoảng khu vực từ khoảng Fibo 0.618, khu vực khoảng 1037 cho đến Fibo 0.5, cái khu vực khoảng 1054 biến động trong đây. Đấy, có thể có cái sự phân hóa, có một số cổ phiếu đi ngược thị trường. Đấy, nhưng để mà tìm kiếm được những cổ phiếu này rất là khó. Quan điểm cá nhân tôi thì trong thời điểm khó khăn như này thì tôi vẫn thiên hướng hơn là tập trung vào giao dịch trên thị trường phái sinh, tại vì ít nhất đối với cả việc giao dịch trên thị trường phái sinh thì kể cả chúng ta có sai đấy, chúng ta hoàn toàn là có thể bị sai nhưng chúng ta có thể sửa sai được ngay, tại vì cái chu kỳ thanh toán là T0 đấy, chưa kể là chúng ta khi mà chúng ta nhận định xu hướng không ổn mà muốn sinh lợi kiếm lợi thì đối với thị trường cơ sở chúng ta không thể nào mà bán khi mà trong 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 tài khoản không có cổ phiếu, nhưng đối với thị trường phái sinh chúng ta hoàn toàn có thể canh sọt. Đấy, như vậy là ngày hôm nay nếu mà khi mà chúng ta quan sát thấy trong phiên chỉ số VN30 F1M theo đồ thị ngày không giữ được cái Fibo 0.618, cái vùng 1044 1045 đấy, và chúng ta thấy là trong phiên có những cái tín hiệu đảo chiều đấy, không vượt được và nhận cái ngưỡng Fibo 0.618 vùng 1045 trở thành vùng kháng cự, thì nếu chúng ta canh sọt thì lập tức trong phiên có những lúc mà chúng ta có thể kiếm lợi được 10 điểm, và 10 điểm này tương đương với việc nếu mà với cái ký quỹ mà chúng ta phải bỏ ra cỡ khoảng 20 triệu một chứng chỉ hợp đồng thì chúng ta có thể sinh lợi được 10 điểm là được khoảng độ 5%. Đấy, và rõ ràng là trong cái bối cảnh như hiện tại mà kiếm được 5% trong một ngày thì rõ ràng là rất là quý. Đấy, và chúng ta thấy rằng là thực ra là nhiều anh chị cũng bảo với tôi là giao dịch phái sinh khó, thực ra cái gì cũng khó. Đấy, thực ra cơ sở cũng khó. Đấy, nhưng thực ra với quan điểm cá nhân tôi thì gần đây tôi giao dịch cả hai thị trường thì tôi thấy thực sự là đúng là thị trường phái sinh trong cái bối cảnh năm nay thì dễ kiếm hơn so với cả thị trường cơ sở. Đấy, nếu mà cùng vào uptrend thì thực ra giao dịch trên cơ sở hay giao dịch đối với phái sinh thì nó không khác nhau nhiều. Đấy, tại vì cùng đi lên. Đấy, và phái sinh nhiều anh chị cứ nghĩ là phái sinh chỉ có sọt, không, phái sinh có cả long. Anh chị có thể canh, nếu anh chị nhận định là đi lên anh chị có thể long, giống như y long ở mua cổ phiếu, không khác gì cả. Đấy, nhưng được cái lợi thế gì? Anh chị chu kỳ thanh toán là T0.
Đấy, nếu mà ví dụ như cái năm uptrend thì không khác nhau nhiều đấy, mua xong có thể nắm giữ lâu lâu một chút sau đó chờ bán chốt lời ở trên cao đấy. Nhưng vào những năm downtrend chúng ta biết rồi, giờ downtrend ở thì những cơ sở muốn bán được thì phải có cổ phiếu, mà nếu mà có cổ phiếu cộng với downtrend thì nếu mà chúng ta mua từ trước đó thì chúng ta bị lỗ, nên bán ra thì chúng ta chả có lợi gì cả đấy. Còn thị trường phái sinh chúng ta thì canh bán trước đấy, mặc dù là trong tài khoản chả có hợp đồng nào cả đấy, chúng ta phải short trước âm trạng thái âm, sau đó đóng vị thế khi mà xu hướng giảm kết thúc chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận, hoặc là những cái năm đi ngang như năm nay chẳng hạn. Ví dụ như chúng ta vẫn nhận định là thị trường khó xuống đấy, rất là khó xuống, lên thì cũng khó, xuống cũng khó, nhưng sẽ dao động trong cái biên độ. Nhưng cái ác là ví dụ như chúng ta nhớ như 2 hôm vừa rồi chúng ta chứng kiến là trông có vẻ thị trường rất là ổn, chúng ta mua vào nhưng đến khi mà có những cái thông tin bất ngờ đấy, như như Mỹ đấy, chúng ta biết là giao dịch thì luôn luôn có những yếu tố bất ngờ đột ngột xuất hiện đấy, khiến cho chúng ta bây giờ hàng đấy, như như tôi vừa chia sẻ trường Hòa Phát cổ phiếu chưa về tài khoản, giờ muốn cắt lỗ vào thì muốn cắt lỗ, muốn bán cũng không bán được đấy, và chúng ta chịu những cái rủi ro đấy. Có thể bây giờ nó tụt tiếp, bây giờ về hàng về cũng ngày mai về hoặc ngày kia về, rất là loay hoay không biết phải xử lý thế nào cả đấy, thì là chúng ta tự đẩy chúng ta bị đẩy cái thấy khó. Tất nhiên chúng ta có thể là thôi ngắn hạn không được chuyển sang chung, và dài hạn thì giao dịch cái tư duy thế cũng được, nhưng rõ ràng là nếu mà vướng cái tư duy như vậy là tư duy bị động, và tư duy bị động thì cái việc mà chúng ta có thể trong dài hạn có thể thành công được trên thị trường chứng khoán thì nó cũng rất là khó, trừ phi là gì, đồng ý nếu mà tôi xác định là tôi chủ động trong cái việc đầu tư, không phải là bị động, mà tức là từ nhà đầu tư ngắn hạn, tức là nhà đầu tư chung và dài bất đắc dĩ, tức là khi vào thị trường chúng ta xác định ngắn hạn nhưng bởi vì bị lỗ không bán kịp, hoặc là giá cổ phiếu giảm nhanh thấp chúng ta bắt buộc phải chuyển sang đầu tư chung và dài hạn bất đắc dĩ, thì nó sẽ không thành công ở cái việc là nếu mà chúng ta đã chủ động là tôi chủ động đầu tư chung và dài hạn. Ví dụ như Hòa Phát chẳng hạn, nếu chúng ta xác định để mà đầu tư chung và dài hạn Hòa Phát thì chuẩn là chúng ta phải kiên nhẫn. Kiên nhẫn đến đâu? Kiên nhẫn khi Hòa Phát về cái đường A 100 thì bắt đầu khu vực 12 18.2 mới được kích hoạt cái vùng mua mua trung hạn. Chứ còn nếu mà chúng ta mua Hòa Phát ở quanh khu vực 21 để mà kỳ vọng nắm giữ để đầu tư trung hạn thì rõ ràng cái vùng mua này không phải vùng mua để mà chúng ta áp dụng đối với chiến lược đầu tư trung hạn với Hòa Phát. Đấy, tức là như tôi chia sẻ nhiều lần với anh chị là cổ phiếu vùng mua là 2 cái vấn đề rất là quan trọng, chứ không để nào mà cổ phiếu cứ cao chót vót. Ví dụ như nếu mà các anh chị nói là Hòa Phát đầu tư được trung hạn, chúng ta cứ mua chót vót từ cái thời năm 2020 cuối 2021 đầu năm 2022 chúng ta mua quanh cái giá 40, thì đến bây giờ chúng ta chưa biết trung dạ hạn và dài hạn có lợi nhuận có lời được không, nhưng ít nhất đã lỗ mất 5-70, thậm chí có những lúc lỗ đến 70% rồi đấy, và bây giờ thì lỗ ít nhất là cũng lỗ khoảng độ gần 50%. Thế thì rõ ràng là cái việc thua lỗ như vậy mà cầm giữ, ví dụ như tôi mua từ năm 20 cuối năm 2021 đầu năm 2022, thế cầm hơn 1 năm rồi thế mà vẫn bị lỗ lỗ đến đến tầm khoảng 50% như thế, thì thực ra chúng ta sẽ hoài nghi, chúng ta hoài nghi là thế như vậy đầu tư nó thế chẳng nhẽ chúng ta đầu tư chứng tỏ là đầu tư trung hạn vớ vẩn. Thực ra không phải, tại vì chúng ta không kiên nhẫn được chờ đợi đến những cái vùng mua đẹp, tại vì đầu tư chung và dài hạn nó đòi hỏi cái tính kiên nhẫn rất là cao đấy, và khi mà chúng ta đã mua ở vùng mua ngắn hạn thì chúng ta phải tuân thủ cái kỷ luật đối với vùng mua ngắn hạn đấy. Đối với cả thị trường phái sinh thì nó là giao dịch ngắn hạn, nó sẽ không có giao dịch phái sinh để mà kỳ vọng chung và dài hạn, nó chỉ có ngắn hạn thôi đấy. Nên nếu mà anh chị nào mà định giao dịch ngắn hạn thì sẽ thấy rằng là trong giai đoạn này thị trường phái sinh sẽ tất nhiên ở trong đổi ở một cùng một cái trình độ giao dịch đấy, thì các anh chị sẽ thấy là giao dịch phái sinh sẽ dễ kiếm hơn so với giao dịch cơ sở. Chứ còn tất nhiên là bây giờ phái sinh bảo là kể cả nó là giao dịch ngắn hạn, kể cả theo phân tích kỹ thuật, kể cả là T0 thì nó vẫn cần chúng ta phải phải đánh giá được xem là bán thì bán ở vùng nào, mua thì mua ở long thì long ở vùng nào thì nó mới tối ưu đấy, chứ cũng không thể nào mà giá nào cũng long giá nào cũng short đấy, mà muốn kiếm được lợi nhuận đấy thì thực chất là chúng ta vẫn cần phải xử lý giao dịch đấy, phân tích xử lý giao dịch. Nhưng rõ ràng là nếu mà cùng với một cái trình độ phân tích kỹ thuật và giao dịch ngắn hạn và tuân thủ kỷ luật theo đúng những cái chiến lược giao dịch ngắn hạn thì thực sự là tôi đang áp dụng, mà tôi đang giao dịch thì tôi thấy là giao dịch phái sinh đang hiệu quả hơn rất là nhiều so với giao dịch cơ sở. Rồi, như vậy chúng ta lưu ý đối với giao dịch phái sinh như vậy. Đối với cả bây giờ cơ sở thì
Phái sinh thì đối với VN30F1M thì lưu ý là cái ngưỡng sọt thì bây giờ nó sẽ quanh khu vực khoảng 1045, tôi nghĩ là sẽ là tối ưu. Tất nhiên là chúng ta cần phải kết hợp với những cái tín hiệu đảo chiều trong phiên, phải theo sát đồ thị trong phiên nữa. Đấy, tại vì giao dịch T0 chúng ta vẫn phải sử dụng những cái đồ thị phút trong phiên để chúng ta giao dịch. Đấy, và cắt loss nếu mà sai phải cắt thôi. Đấy, ví dụ chúng ta đánh giá là sọt ở quanh khu vực 1044, 1045, đến khi nó trồm lên khu vực 1050 là chúng ta phải cắt. Đấy, 5 điểm là phải cắt rồi, 5 đến 7 điểm phải cắt. Đấy, ngược lại chốt lời thì từ 10 cho đến 15 điểm là chúng ta phải xem xét chốt lời. Đấy, thì khi đấy chúng ta cứ quản trị tỷ lệ lợi nhuận gấp rưỡi cho đến gấp đôi so với rủi ro thì các anh chị cứ dài hạn là chắc chắn anh chị chiến thắng, tại vì xác suất giao dịch phái sinh là 50-50. Đấy, chỉ có lên hoặc xuống thôi, không phải lựa chọn xem là cổ phiếu. Đấy, chỉ có một cái duy nhất là VN30 dựa trên hợp đồng tương lai, dựa trên chỉ số VN30 chỉ có một thôi. Đấy, và tính toán xem là nên long hay nên nên short và quản trị lại lỗ như thế nào. Đấy, và với một cái xác suất thành công khoảng 50% và tỷ lệ lợi nhuận gấp 1,5 cho đến 2 lần so với cả lỗ thì về dài hạn là chúng ta sẽ thắng. Đấy, còn vùng long thì sao? Vùng long thì bây giờ cái ngưỡng đẹp nhất là nếu mà về quanh cái đường MA20, xu hướng thì đối với cả chỉ số này thì nó vẫn có được đường MA5 nằm trên đường MA20 và đường giá nằm trên đường MA5 và MA20, thì khi mà về sát cái ngưỡng hỗ trợ phía dưới đường MA20 và MA5 như hôm nay là về sát MA5 cái rút chân lên ngay. Đấy, thì cái ngưỡng long như sáng ngày hôm nay diễn ra là quanh cái khu vực khoảng 1030 cho đến 1033. Đấy là cái vùng mà canh long, chúng ta có thể canh long ở khu vực này. Đấy, nếu mà đẹp nhất mà nó lùi về khu vực khoảng 1027 cho đến 1030 thì đẹp hơn. Đấy, nhưng có thể nó sẽ không xảy ra. Đấy, thì chúng ta lưu ý thì cũng cần phải kết hợp thêm đồ thị phút trong phiên để tìm kiếm cái điểm đảo chiều khi về sát cái khu vực tôi cứ gọi là khu vực vùng hỗ trợ từ khu vực khoảng 1027 cho đến vùng 1031. Đấy, ở gần đó mà có tín hiệu đảo chiều là chúng ta có thể canh long và cắt loss 5 đến 7 điểm. Nếu chúng ta canh long ở khoảng độ 1030 mà chẳng may đấy, đến khi mà nó tụt xuống 1025 là chúng ta đến 1023, 1025 là chúng ta phải cắt loss thôi. Đấy, ngược lại khi nó lên đến khu vực khoảng độ 1044, 1045 là chúng ta sẽ được chốt lời. Rồi, như vậy giao dịch phái sinh là như vậy. Đối với cả giao dịch cơ sở thì thực sự là trong cái bối cảnh ngắn hạn như thế này, đấy, thì tôi nghĩ là không thiên hướng tìm kiếm cơ hội giao dịch ngắn hạn mà chúng ta tập trung, nếu mà chẳng may thị trường sập sâu chúng ta sẽ tận dụng để mà chúng ta chờ đợi cái vùng mua trung hạn. Thì tôi cũng chỉ tập trung vào một số các, nghĩ là tập trung vào một số tùy từng quan điểm đầu tư, nhưng tôi nghĩ là với những cái cổ phiếu lớn trong cái nhóm banh trứng thép vẫn là những cái cổ phiếu mà chúng ta hay chia sẻ. Đấy, và nhịp ngắn tăng ngắn hạn nào cũng sẽ có mặt. Thì ví dụ như là trường hợp SSI, đầu ngành chứng khoán là SSI, thì bây giờ thì xuống đến 20 thì được khu vực này thì tôi nghĩ cũng mong manh lắm. Đấy, cũng chưa biết thế nào cả. Thì bây giờ kiên nhẫn chờ cái vùng mua trung hạn. Đấy, vùng mua trung hạn bây giờ của cổ phiếu là đường MA100. Nếu mà xuống đến giá 18 là bắt đầu kích hoạt cái vùng mua trung hạn. Còn nếu mà nó loay hoay ở đây thì thôi, bây giờ thị trường ngắn hạn bắt đầu khó sinh lợi rồi. Thế thì thôi, chúng ta không xem xét mua ngắn hạn nữa. Đấy, còn nếu anh chị nào đang có sẵn cổ phiếu ngắn hạn thì đặt cho SSI cái chặn dưới. Đấy, nếu mà vi phạm cái ngưỡng 19 là sẽ phải canh bán. Đấy, gãy 19 không giữ được 19 là phải canh bán 18.9, tại vì có khả năng nó sẽ về 18, và nếu mà về 18 thì sẽ canh mua dần. Và nhớ là vùng mua trung hạn chúng ta không bao giờ mua cả cục. Ví dụ về 18 chúng ta vẫn phải phòng ngừa, ví dụ về 18 mua phần 1 phần 3 tỷ trọng, về 17 mua tiếp 1 phần 3 và về 16 mua 1 phần 3 tỷ trọng, tức là 18, 17, 16 chia 3 số số tiền giải ngân ra. Đối với cổ phiếu Hòa Phát thì ngày hôm nay là phải cắt rồi. Đấy, như tôi có Hòa Phát là ngày hôm nay gãy cái khu vực 20.6 là tôi cắt. Đấy, theo ngắn hạn cứ đúng thế mà làm. Thì bây giờ tôi đang chờ đợi, nếu mà Hòa Phát về quanh khu vực 18 giống SSI tôi cũng sẽ mua dần để đầu tư trung hạn. Đấy, vùng 18, 17, 16 và mua nắm giữ. Đấy, thì kỳ vọng là trong vòng 3, 6 tháng đến 1 năm tới nó quay lại được vùng 22 cho đến 23 thì chốt lời xong. Đấy, và khi mà chúng ta mua được ở cái khu vực trung hạn thì có thể ngắn hạn chưa lên ngay. Đấy, nhưng phải kiên nhẫn thôi, tại vì bây giờ nó có những cái giá chiết khấu đẹp thì chúng ta phải phải xác định là bây giờ thị trường cũng sẽ không quá, tôi nghĩ năm nay sẽ không quá giảm sâu. Đấy, chỉ có cái là giao dịch ngắn hạn nó sẽ gặp vấn đề như tôi vừa chia sẻ. Đấy, tức là cái rủi ro T2.5, mua xong T1 có lãi, như tôi thế, mua xong T1 có lãi, đến T2 có lãi, T3 vẫn có lãi. Nhưng bây giờ vấn đề là gì? Vấn đề bây giờ lãi ít quá. Đấy, như tôi chia sẻ, lãi ít quá, bán thì không bỏ. Đấy, mà giữ lại thì đấy lại bán như này là bán phải cắt lỗ rồi. Đấy, bán khi mà gãy nhưng hôm nay là bị cắt lỗ, nên nó bị gặp cái tình trạng như đấy, tức là gì?
bán chúng ta rất nhiều khi là giao dịch trên cơ sở chúng ta rất tiếc, như tôi không biết anh chị như nào, tôi rất tiếc cái vị thế T0, tức là đã có sẵn cổ phiếu trên tài khoản rồi là phải cân nhắc rất kỹ, tại vì nếu mà lời ít quá thì nghĩ không bỏ, tại vì bây giờ bán xong nếu mà muốn quay trở lại, chẳng may mà cổ phiếu nó lên tiếp mà muốn quay trở lại lại bị rủi ro T2.5, thế thì nhiều khi là muốn là giữ lại, thế khi mà chưa lợi nhuận chưa đủ giữ lại, nhưng giữ lại như vậy nó lại tụt đấy, tụt nhưng đến cái ngưỡng phải bán lại vẫn phải bán đấy, và cuối cùng là không được cái gì cả đấy, thì cái đấy là cái bây giờ đấy. Còn cái việc mà nhiều khi chúng ta chốt non đấy, chốt non thì nó lại lên tiếp cơ, thế thì cuối cùng là nếu mà quay lại mua đuổi thì lại chịu cái rủi ro T2.5, mà không mua thì nó cứ lên tiếp, thế là cuối cùng rất là lăn tăn ở cái chiều cơ sở, ở chiều ngắn hạn. Và các anh chị nếu mà anh chị để ý kỹ, anh chị thấy là vào những cái năm khó khăn và những năm downtrend và những năm năm đi ngang, cái việc mà chúng ta giao dịch ngắn hạn trên thị trường cơ sở nó khó hơn rất nhiều đấy. Và thông thường chúng ta chỉ có thể canh đạt được hiệu quả cao là những nhà đầu tư nào kiên nhẫn chờ đợi đến những cái vùng mua trung hạn và dài hạn đẹp đấy, mua vào xong sau đó giữ giữ đợi cho vào nhịp ngắn hạn tăng mạnh chúng ta lại chốt lời đấy, và cứ lợi nhuận 10 15% 15 20% chúng ta chốt, thì cũng chỉ có như thế mới chúng ta mới đạt được hiệu quả trong những cái năm khó khăn đấy. Hoặc là chúng ta chuyển ra, nếu mà chỉ các anh chị nào chỉ quen giao dịch ngắn hạn, không đủ sự kiên nhẫn chờ đợi cái vùng mua chung và dài hạn, thì có thể xem xét thêm giao dịch phái sinh. Nhưng tất nhiên chúng ta sẽ phải luyện, chứ cũng không thể nào một sớm một chiều có thể bắt nhịp được ngay. Nhưng nếu mà đã quen phân tích kỹ thuật và xử lý giao dịch tốt đấy, thì tôi nghĩ là cũng không quá khó. Đối với cả trường hợp Hòa Phát thì là như vậy. Đối với ngân hàng thì tôi thích trường hợp ACB. Thế ACB là một cổ phiếu rất là hay trong nhóm ngân hàng, cái rủi ro của ngân hàng rất là thấp đấy, vay nợ rồi là đối với cả nợ xấu các thứ thì nó cũng không 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 nhiều, không cao, quản trị nợ cũng rất là tốt. Thì tôi nghĩ rằng là bây giờ gãy MA20 là phải thực hiện thôi đấy, anh chị nào mà có ngắn hạn ACB khi mà gãy MA20 khu vực 24.5 là phải xử lý đấy. Bây giờ thì chờ đợi, lại ngồi chờ đợi cái vùng mua trung hạn, nếu có xảy ra là cái vùng 22.5 đấy. Nhiều trường hợp chúng ta thấy là đánh ngắn hạn nó bị đây, giống như là cứ gãy MA20 sẽ phải bán đấy, nhưng bán xong thì nó lại giật lên đấy, xong lại chúng ta lại mua vào, xong lại gãy MA20 chúng ta lại phải bán đấy, bán xong lại giật lên. Thực ra là đấy, giao dịch trong cái thị trường đi ngang, ở những cái năm đi ngang nó bị khó là như thế. Nhưng không bán thì sao? Không bán thì các anh chị đã vi phạm kỷ luật của chiến lược đầu tư, và chúng ta không bán ở lúc này có thể chúng ta không phải bán lỗ, nhưng sẽ đến có lúc sẽ lỗ rất nặng. Ví dụ như là những cái năm như năm 2022 chẳng hạn, đấy, chúng ta mà không bán khi gãy đường 20 đến lúc lỗ chúng ta lỗ rất nặng. Nên thực ra cái được nó không bù được so về mất. Tôi đánh giá cái việc mà không cắt lỗ, mà trong những cái tình huống mà chẳng may không không cắt lỗ xong khi gãy đường 20 nó đi lên ấy, chúng ta gặp may nó đi lên ấy, thực ra nó không nhiều, đi lên không nhiều, không không đáng kể. Nhưng chúng ta gọi là chúng ta nếu mà ỷ lại vào nó, đến lúc mà chúng ta dính một cái pha mà thị trường có thể có một cái biến cố gì nó sập sâu, thì lúc đấy các anh chị thấy là cái phần được trước đó nó không bù đắp lại được cho cái phần lỗ. Tôi bị nhiều trận rồi nên tôi biết, nên tại sao mà tôi cực kỳ quyết liệt nếu mà gãy 20 đấy. Còn nếu mà chúng ta cảm thấy là bây giờ thị trường ở đấy, như tôi vừa chia sẻ là giao dịch T2.5 nó phập phù quá, cứ phải cắt lỗ xong lại mua đuổi, lại phải cắt lỗ mua đuổi, tại vì sao? Tại vì thực chất là đây, các anh chị mua, thực ra cái T1 về T0 với T1 các chị vẫn có lãi cơ. Đấy, như ACB, T1, T mua, T0 và T1 vẫn có lãi, chỉ ác một cái là thứ nhất là lãi ít, chúng ta không muốn chốt. Cái thứ hai là lì ra hoặc là mua hơi cao một tí thì T2.5 về là bị lỗ. Đấy, thực ra nó bị cái vấn đề như vậy, chứ không phải là chúng ta theo kỹ thuật là chúng ta không bắt được, vẫn bắt được sóng, nhưng nó chỉ đúng được cái T0 với T1 đấy, nên đâm ra là nó không phù hợp ở thị trường cơ sở trong điều kiện thị trường hiện tại là như vậy. Nên tôi nghĩ là có thể chúng ta bây giờ ngắn hạn chúng ta chỉ dành để chốt lời cho những cái vụ mua trung hạn và dài hạn thôi đấy. Còn ngắn hạn tất nhiên có vào ngắn hạn thì tôi vẫn có thể là phân tích thêm để cho anh chị tham khảo thêm một số các cổ phiếu có vùng mua ngắn hạn đấy. Nhưng anh chị nếu mà muốn là muốn để có đạt được hiệu quả cao thì có thể chúng ta sẽ phải 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 thay đổi cái tư duy đầu tư đấy. Thì đối với cả ACB tôi nghĩ là nếu mà vùng mua trung hạn thì về đến đây thì khoảng 22.6 sẽ phải xem xét đấy. Nên thực sự là gần đây tôi cũng giao dịch cả ngắn hạn cả trên thị trường cơ sở và phái sinh, mà cũng cảm thấy là cơ sở đúng là bây giờ khó thật, toàn T1 T2 thì ok, sang đến T2.5 thì bắt đầu là hòa với cả lỗ như thế này thì cũng rất là khó để mà tư duy.
Rồi chắc là chúng ta cũng dừng cái buổi chia sẻ hôm nay đấy thôi. Thì nếu các anh chị và các bạn gặp khó khăn, có những cái cổ phiếu khó khăn trong cái việc tư duy, hoặc là muốn tham vấn thêm về những cổ phiếu khác, thì anh chị có thể liên hệ mở tài khoản với ID 4088 yêu cơ để tham gia các cái nhóm tư vấn trong phiên giao dịch của chúng tôi. Đấy, thì một lần nữa cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Nếu mà anh chị thấy là cái video tôi vừa chia sẻ là hữu ích thì có thể là like, share hoặc đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo của Đầu tư từ đâu.